Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, từ ngày 25 tháng 8 năm 1969, tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển xấu. Dù là trên giường bệnh nhưng bác vẫn làm việc, ngày ngày đều dặn nghe thông báo công việc từ cả hai miền đất nước, vẫn đọc sách báo, gửi điện. Đặc biệt, trong khoảng thời gian tỉnh dậy sau những ngày bệnh tỉnh suy yếu, người thủ thỉ bên những đồng chí thân cận, người muốn nghe một khúc dân ca và một lời hát đã cất lên, người ơi, người ở đừng về, mà người ơi, người ở đừng về, khiến cả căn phòng nhỏ không ai cầm được nước mắt. Vậy người hát dâng bác trước lúc người đi xa là ai? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Một lần nằm điều trị tại bệnh viện Việt Sô, nhạc sĩ Trần Hoàn đã được ông Vũ Kỳ, nguyên thư ký của Hồ Chủ tịch, kể cho nghe chuyện về một cô y tá đã hát cho bác Hồ nghe trong những ngày cuối cùng bác nằm trên giường bệnh. Câu chuyện đó bất ngờ trở thành cảm hứng cho người nhạc sĩ để ca khúc lời bác dặn trước lúc đi xa với âm hưởng da diết, xúc động ra đời. Không chỉ nhiều người mà chính nhạc sĩ Trần Hoàn lúc sinh thời cũng rất muốn gặp để biết em gái nhỏ đã là nguồn cảm hứng để ông sáng tác ca khúc Để Đời Đó Là Ai. Tác giả lời bác dặn trước lúc đi xa từng có lần tìm đến tận nhà nhân vật nguyên mẫu của ông là nữ y tá Ngô Thị Oanh, nhưng không may chị lại đi vắng. Cho đến khi về miền cực lạc, nhạc sĩ Trần Hoàn cũng chưa từng gặp chị. Em gái nhỏ trong bài hát đó chính là thiếu tá Ngô Thị Oanh, nguyên là y tá của Viện Quân Y 108, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khi đó, chị đã nghỉ hưu và tiếp tục làm y tá cho một bệnh viện tư nhân ở gần nhà tôi. Dẫu đã lên chức bà nội, thiếu tá Ngô Thị Oanh vẫn mặn mòi, duyên dáng. Với nụ cười trên môi, chị kể cho tôi nghe về những ngày mùa thu năm 1969. Ký ức thiêng liêng. Cuối tháng 8 năm 1969, nữ y tá Ngô Thị Oanh và Trần Thị Quý của Viện Quân Y 108 cùng hai bác sĩ nữa được triệu tập để nhận một nhiệm vụ đặc biệt. Tổ y tế nhanh chóng chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế như mọi chuyến đi ngoại viện rồi lên đường. Khi chiếc ô tô đưa tổ y tế quân đội rẽ vào cổng phủ chủ tịch, chị Oanh và Quý vẫn không biết là ở đâu. Đến chiều, ông Vũ Kỳ mới đến, thông báo là các thầy thuốc vào đây để chăm sóc sức khỏe cho Hồ Chủ tịch, thì mọi người đều run lên vì bất ngờ. Đêm đó, không ai ngủ nổi. Sáng hôm sau, ông Vũ Kỳ đưa tổ y tế vào báo cáo với Hồ Chủ tịch về việc họ đến để chăm sóc cho bác, thì bác từ chối. Bác cũng mệt nhưng chưa đến nỗi cần người chăm sóc, để các cháu về đơn vị còn chăm sóc bộ đội. Ông Vũ Kỳ phải thuyết phục mãi, bác Hồ mới đồng ý. Những ngày gần bác, các thầy thuốc đều bất ngờ khi nhìn căn phòng với đồ đạc đơn sơ của người đứng đầu đất nước. Các y tá còn ngạc nhiên hơn khi thấy Hồ Chủ tịch quá đỗi gần gũi với mọi người. Phải nằm bất động do bệnh tình, nhưng bác vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Những lúc không phải tiếp khách hay nghe các đồng chí trong Trung ương Đảng báo cáo công việc, bác lại trò chuyện với các nữ y tá, thân tình như người trong gia đình. Bác hỏi quê quán, hoàn cảnh, công việc của từng người. Có lần, Hồ Chủ tịch hỏi chị Quý sao không thi vào đại học mà lại làm quân y. Chị Quý trả lời rằng đã có giấy gọi đi đại học, nhưng vì thích vào bộ đội nên mới học quân y. Bác Hồ ân cần bảo, thế cũng tốt, là một y tá giỏi còn hơn một bác sĩ tồi. Bác còn dặn dò, các cháu phải chăm sóc người bệnh như với người nhà vậy. Những lời dặn dò của Hồ Chủ tịch đã đi theo các chị suốt cuộc đời. Đến lượt chị Oanh thưa với bác, quê mình ở Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, bác đùa, à, dân nhiều rồi đây. Thấy bác hiểu cặn kẽ quê mình đến vậy, chị Oanh xúc động lắm. Chả là quê chị đất đồng bãi ven sông Hồng, chuyên trồng màu, thường bón phân tươi nên rất nhiều ruồi. Suốt thời gian đó, tổ y tế túc trực bên Hồ Chủ tịch 24/24 giờ, chăm sóc từng giấc ngủ, miếng ăn hoặc ngồi xung quanh trò chuyện với bác. Một lần, chị Oanh và chị Quý đang ngồi bên bác thì ông Vũ Kỳ bảo ai biết hát thì hát cho bác nghe. Vì sợ, cũng vì xấu hổ nên hai chị đùn đẩy nhau. Cuối cùng, chị Oanh đứng lên hát bài Quân Y Làm Theo Lời Bác do anh Đỗ Niệm ở Viện 108 sáng tác. Ông Vũ Kỳ lại hỏi ai biết hát dân ca thì hát cho bác nghe. Nên chị Oanh hát tiếp bài Quan Họ Người Ơi Người Ở Đừng Về. Chị kể, vì kính nể Hồ Chủ tịch mà chị hát, chứ đã bao giờ dám hát một mình đâu, nên chị run lắm. Nhưng nghe chị hát xong, Hồ Chủ tịch vỗ tay hoan hô và bảo lấy cho bác bông hoa đang cắm trong mình nơi đầu giường rồi tặng chị. Bông hồng trắng ấy, chị đã ép vào cuốn sổ và lưu giữ như một báu vật. Chị Oanh còn nhớ,
Những ngày sau cuối, Hồ Chủ tịch mệt nặng hơn nhưng người vẫn tỉnh táo. Sáng mùng 2 tháng 9 năm 1969, khi các đồng chí trong Trung ương Đảng vào thăm, Bác còn hỏi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng xem lễ meeting kỷ niệm ngày mùng 2 tháng 9 ở quảng trường Ba Đình chuẩn bị như thế nào. Khi mọi người ra khỏi, đã 9 giờ sáng là giờ ăn của Hồ Chủ tịch, nên Triệu Anh vào hỏi, bác ăn súp nhé, và bác gật đầu đồng ý. Nhưng chị vừa quay ra bảo người phục vụ mang súp cho bác, lúc quay vào đã thấy mọi người đang tập trung cấp cứu người. 47 phút trôi qua mà nỗi đau vẫn cứ đến. Những tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nổi, những giọt nước mắt ướt đầm trên tất cả các gương mặt đứng xung quanh. Bầu trời như thấp xuống, gió như ngừng thổi. Do yêu cầu bí mật về ngày mất của bác khi đó, nên dù thi hài bác đã được đưa đi, tổ y tế vẫn phải ở lại phủ chủ tịch đến chiều mùng 3 tháng 9 năm 1969 mới trở về đơn vị. Chị Oanh nhớ lại, suốt từ phút Hồ Chủ tịch về cõi Vĩnh Hằng, cả khu nhà vắng lặng, không ai nói với ai lời nào bởi cùng chìm trong nỗi mất mát. Kỷ niệm đi vào âm nhạc. Suốt nhiều năm sau, chị Oanh vẫn không nguôi quên những ngày tháng được phục vụ Hồ Chủ tịch, được trò chuyện cùng bác và nhất là được hát cho bác nghe. Chị mang theo về những đồ vật làm kỷ niệm, chiếc móng tay của bác do chị cắt, chiếc khăn bác rửa mặt, cả chiếc hộp xốp đựng sô-cô-la mà bác được biếu. Chị đã nâng niu, cất giữ nhiều năm liền trước khi đưa chúng vào nhà truyền thống khi đơn vị yêu cầu. Tiếc là về sau, máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc, nhà truyền thống bị trúng bom nên những kỷ vật ấy không còn nữa. Cũng do yêu cầu bí mật quốc gia, những điều mà chị được chứng kiến, được biết về thời khắc cuối cùng của Hồ Chủ tịch vẫn được chị giữ kín. Rồi có một ngày, ca khúc nổi tiếng đã đánh thức kỷ niệm của chị vốn không mấy ai biết đến. Lần đầu được nghe bài, lời bác dặn trước lúc đi xa, chị rất thích nhưng không mảy may nghĩ rằng nhân vật được nhắc đến trong ca khúc lại chính là mình. Mãi sau, chị mới ngờ ngợ có thể em gái nhỏ ấy là mình. Vì khi đó, chỉ có chị hát cho bác nghe bài dân ca quan họ, Người ơi người ở đừng về. Nhưng phải vài năm sau đó, cô y tá hát cho bác nghe trong ca khúc mới được khẳng định chính là chị, Thiếu tá Ngô Thị Oanh. Quý vị thân mến, 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9, căn phòng bác nằm lặng đi, đồng chí Vũ Kỳ dừng tay quạt, gục đầu vào bác. Mọi người đều bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào, bác đã về cõi Vĩnh Hằng, phủ chủ tịch, trái tim của cả nước như ngưng lại vì nỗi đau khôn tả. Còn chị Oanh cảm thấy bốn bề như lắng lại để tiễn đưa một vị tinh túy về đất trời. Cũng giống như cảm xúc của chị Oanh, người cận vệ bên bác Hồ suốt năm tháng cuối cuộc đời cũng không khỏi bàng hoàng và đau xót. Đối với ông, những năm tháng được sống bên cạnh phục vụ, bảo vệ bác Hồ luôn là ký ức đẹp không thể nào quên. Vậy người cận vệ của bác Hồ đã nói gì về những giây phút cuối cùng của người? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ông Nguyễn Văn Đoàn sinh năm 1947 tại Ninh Bình. Năm 1965, ông được phục vụ trong ngành công an, được kết nạp đảng, công tác tại đội 1, cục 22 Bộ Công an, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ bác Hồ, bác Tôn Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong câu chuyện kể, ông Nguyễn Văn Đoàn xúc động cho biết, những năm tháng cùng đồng đội được phục vụ bảo vệ bác Hồ là những trang đẹp nhất, may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Nhớ lại những buổi đầu được nhận nhiệm vụ, tôi cùng đồng đội được đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của bác và ông Hoàng Hữu Kháng, cục trưởng cục 22 Bộ Công an, ân cần căn dặn nhiều điều và nhấn mạnh nhiệm vụ rất đặc biệt, trực tiếp bảo vệ bác Hồ, rất vinh dự nhưng cũng rất khó khăn, đòi hỏi trách nhiệm cao. Chúng tôi luôn tâm niệm phải làm thật tốt, không được có sai sót, dù là nhỏ, và nhất là không để bác phiền lòng. Là chiến sĩ mới, chúng tôi thật sự lo lắng. Song bằng cả niềm tin, tự hào và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng nhanh chóng thuần thục công việc chuyên môn, được lãnh đạo yên tâm, sớm hôm gần gũi làm nhiệm vụ bảo vệ người, ông Đoàn kể. Tiếp mạch câu chuyện, người cận vệ của bác Hồ bày tỏ, những chuyến được theo bác Hồ đi công tác, ông Đoàn cảm nhận được tình cảm, nhân cách cao đẹp, cuộc đời giản dị của vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Tôi còn nhớ, ngày 24 tháng 7 năm 1969, bác đi bầu cử Hội đồng Nhân dân khu phố Ba Đình, Hà Nội, tại địa điểm bầu cử nhà thuyền Hồ Tây. Hôm đó, sau khi bỏ phiếu bầu, người ân cần hỏi thăm người dân tại điểm bầu cử rồi dành thời gian đi thăm cán bộ, chiến sĩ đồng bào. Trên mỗi con phố đi qua đến đâu cũng thấy không khí tưng bừng, phấn khởi của người dân, tiếng trống, tiếng loa, cờ hoa sập phố càng làm cho người thấy vui mừng, người cận vệ của bác Hồ hồi tưởng. Ông Đoàn kể,
Một chuyến đi khác, ông được theo Bác Hồ tham dự hội nghị meeting trọng thể chào mừng sự ra đời của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, được tổ chức tháng 6 năm 1969. Hôm ấy, khi xe tới hội trường Ba Đình, Bác nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào hội trường. Ít ai biết rằng, thời điểm đó, các thầy thuốc đã lo lắng cho sức khỏe của người, vì khi ở nhà, Bác đi lại đã có phần khó khăn. Nhưng người đã cố gắng đến dự và Bác không muốn mọi người lo lắng về sức khỏe của Bác. Bao lâu ấp ủ ước mong được vào thăm miền Nam, thăm đồng bào, đồng chí. Này, trước sự kiện quan trọng này càng làm cho người thêm phấn khởi trước bước phát triển mới của cách mạng miền Nam, vì miền Nam luôn ở trong trái tim Bác. Vẫn theo lời người cận vệ của Bác Hồ, những tháng ngày gần cuối đời của người, dù sức khỏe yếu nhưng Bác vẫn cố gắng làm việc. Sự kiện khác khiến ông không thể nào quên là chuyến công tác cuối cùng của người. Đó là ngày 12 tháng 8 năm 1969, khi biết tin có đoàn công tác ở xa về. Mặc dù không được khỏe, nhưng 3 giờ chiều, người vẫn đến khu biệt thự Hồ Tây để thăm hỏi, động viên và nghe đoàn công tác báo cáo tình hình. Đó là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Bác dành cho những người đi xa về. Không nghĩ rằng, chỉ 5 ngày sau, từ đêm 17 tháng 8 trở đi, sức khỏe của Bác suy giảm nghiêm trọng. Nhưng không vì thế mà người nghỉ ngơi. Bác vẫn quan tâm đến tình hình chiến sự, việc phòng chống lũ lụt, bảo vệ đê điều, chăm lo cuộc sống người dân. Rồi người không quên nhắc việc bắn pháo hoa cho nhân dân vui dịp Tết Độc Lập. Đặc biệt, trong những ngày đau yếu cuối đời, tấm lòng của người vẫn luôn hướng về đồng bào, chiến sĩ miền Nam, giọng ông Đoàn bắt đầu trầm xuống. Bên Bác như những người con hiếu thảo. Suốt 3 năm 1966 đến 1969, ông Nguyễn Văn Đoàn cùng đồng đội ngày ngày túc trực 24 trên 24 giờ bên Bác. Thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để hiểu rõ được người đã gắng hết sức để cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Mặc dù công việc bề bộn nhưng người vẫn dành thời gian quan tâm, hỏi thăm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ và nhân viên phục vụ. Đối với những người đã từng được phục vụ Bác như tôi, còn động lại biết bao câu chuyện xúc động về Bác mà không thể kể hết. Chúng tôi như những người con hiếu thảo vô cùng lo lắng khi sức khỏe của Bác mỗi lúc một thuyên giảm. Cùng với việc tận tụy phục vụ, chăm sóc Bác, mọi biểu hiện khác thường về sức khỏe của người cũng được chúng tôi ghi chép tỉ mỉ, kịp thời báo cáo với lãnh đạo và các bác sĩ để ứng xử hiệu quả. Suốt những ngày Bác mệt nặng, Trung ương Đảng, Chính phủ, các thầy thuốc Việt Nam và nước bạn tập trung cứu chữa cho người. Trong những giờ phút đó, tôi cũng được phép túc trực bên giường bệnh để chăm sóc người. Được bên Bác trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi càng thấu hiểu tấm lòng của các đồng chí lãnh đạo là làm sao mỗi lúc người thiếp đi và khi tỉnh dậy, Bác đều nhìn thấy những khuôn mặt thân quen vẫn hàng ngày ở bên mình. Vào sáng mùng 2 tháng 9 năm 1969, Bác đã đi xa. Đó là lần cuối cùng tôi được ở bên Bác Hồ. Giờ phút này, tôi vẫn nhớ như in thời khắc lịch sử đó với bao nỗi nhớ và tình cảm dành cho Bác, ông Đoàn sụt sùi. Học Bác không kể tuổi tác và thời gian. 3 năm sau ngày Bác Hồ mất, đơn vị ông Đoàn được Chủ tịch nước tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn kết, tận tụy, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Thời gian sau đó, ông lại được cấp trên giao nhiệm vụ phục vụ Bác Tôn Đức Thắng, sau đó được phân công làm giám đốc khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Năm 1996, ông được điều về công tác tại Bộ Văn hóa, Thông tin, lần lượt đảm nhiệm nhiều chức vụ cho đến khi nghỉ hưu. Ông Đoàn chia sẻ, với tôi, những năm tháng được sống bên cạnh phục vụ, bảo vệ Bác Hồ luôn là ký ức đẹp không thể nào quên. Tròn 3 năm tôi được sống cạnh và làm cảnh vệ cho Bác là quãng thời gian tôi học tập được ở Bác, phong cách làm việc khoa học, đức tính giản dị, tiết kiệm, chịu khó, kiên trì, khiêm tốn và tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người từng căn dặn đơn vị cảnh vệ phải học tập cho tốt, giữ kỷ luật cho nghiêm. Lúc có địch coi như không có địch, lúc không có địch coi như có địch. Phải dũng cảm, bình tĩnh, không lúng túng, không vội vàng khi có sự việc xảy ra. Rèn luyện kỹ năng, kỹ thuật hoàn hảo, lai vô ảnh, khứ vô hình, đến và đi không để lại gì. Đối với ông, những lời của người thực sự là những giáo huấn sâu sắc của Bác đối với những người cảnh vệ. Tôi luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tốt lời Bác dạy. Hơn nữa, là một trong số ít người may mắn được lựa chọn vào làm cảnh vệ cho Bác Hồ, tôi luôn tự nhủ mình phải không ngừng rèn luyện, xứng đáng với sự tin cậy của cấp trên, xứng đáng với Bác và xứng đáng với truyền thống của những người con cố đô nghìn năm văn hiến.
ông Đoàn nói và tâm niệm một điều rằng bản thân khi còn công tác hay nghỉ hưu luôn lấy tấm gương cao đẹp, suốt đời hy sinh, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân của Bác Hồ để học tập, phấn đấu, rèn luyện, gắng sức hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác. Tôi luôn tâm niệm, học tập và noi theo tấm gương của Bác Hồ thì không kể thời gian, không kể tuổi tác, và coi đó vừa là nhu cầu tự thân, vừa là mục đích, niềm vui trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Đoàn kết lại câu chuyện. Trong khoảng thời gian tỉnh dậy, sau những ngày bệnh tình suy yếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn được nghe một khúc dân ca. Và em gái nhỏ vinh dự được hát dâng Bác khúc dân ca trước lúc người ra đi, đó chính là chị Ngô Thị Oanh, nguyên y tá Viện Quân y 108, nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiếng ca Người ơi người ở đừng về, mà người ơi người ở đừng về bay bổng cất lên những người xung quanh căn phòng nhỏ, không ai cầm được nước mắt. Sinh ra và lớn lên từ vùng đất của những câu hát dân ca, câu hò ví dặm ngọt ngào đằm thắm, thì cuối cùng người cũng nhẹ nhàng bước về cõi vĩnh hằng bằng âm hưởng của những lời ca Việt sử toàn thư, biết sử thêm yêu nước.